Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Nhằm phục vụ Hoa Kiển thì hôm nay tiếp tục báo giá cây giống mẫu đơn Bông Trang ở miền Nam quý cô anh chị, cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn và những cái cây, những cái dòng thích hợp cho quý cô chú anh chị mình về trồng sân vườn ha. Nay tiếp tục quay trở lại vườn anh Vũ nha. Rồi, chào anh Thái ha. Chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Thì hôm nay em trở lại nhà vườn quay một số mặt hàng giống ha cô chú. Thì hôm nay báo giá, báo từng cây đi, không có vô combo ha, cho cô chú mình dễ lựa chọn ha cô chú. Dạ, thì để không mất thời gian thì em vô cây tàu ha cô chú. Đó, tàu này thì giữa tàu vàng và tàu đỏ ha cô chú. Đó, cho cô chú mình. Mẫu thứ nhất là tàu ha. Dạ, mẫu thứ nhất là trang tàu lá chung ha cô chú. Hàng này nó cao khoảng tầm 30 đến 35 ha cô chú. Tán ngang thì cũng vậy ha. Cái hàng này thì nó trồng là đặc điểm của nó là hàng bụi ha cô chú. Bụi có thì một cốt cũng có ha, nhưng mà đa số thì bụi nhiều hơn. Đây bông nó đây cô chú ơi. Đó, quả xá luôn cô chú. Dạ, đó, tàu vàng. Tàu vàng thì nó chắc cái cũng vậy cô chú ơi. Em đo. Này nó cao được 35 nè cô chú. Đó. Tán ngang được 30. Con này cô chú quá trời bông luôn cô chú ơi. Đó. Thì hàng này là được hai cây, trồng hai cây nè cô chú. Dạ, vỏ này vỏ C9 ha. Đó, đây. Đó. Rồi thì tàu vàng này á, mỗi chậu là em giao lưu với cô chú là 60.000. Em bao ship từ 4 chậu ha cô chú. Ví dụ mà cô chú mua 1 2 chậu em vẫn ship, nhưng mà phí ship là 35.000 toàn quốc ha cô chú. Đó, 4 chậu thì em bao phí ship toàn quốc cho cô chú nha. Rồi cái mẫu tiếp theo nó đi anh thấy rồi, là cái trang sen Nhật ha. Quá trời cái hàng này nó đẹp cô chú ơi. Hàng này hàng bụi công trình. Dạ, hàng bụi công trình. Bây giờ mình làm hàng rào thì cực kỳ dạ. Luôn á. Này nó cao tầm khoảng 35 hay cô chú. Đó. Tán ngang là khoảng 30. Bên đây nó cũng vậy cô chú ơi. Ồ bông nè. Cái này nó lâu tàn lắm nha cô chú. Cái này tầm khoảng nửa tháng nữa nó mới nở. Nửa tháng nó mới nở phun phun ra, và một tháng nữa nó mới tàn thực tế luôn cô chú ơi. Đó. Vỏ là vỏ C9 hay cô chú. Đó. Cao 35. Rồi hàng này em xin giao lưu với cô chú cũng giá là 60.000 hay cô chú. Cái mẫu như thế này thì lên búp mình đi nó không bị rụng với. Dạ đúng rồi, hàng này đi rồi em bao rụng luôn. Như mấy này hé, cánh kép á. Dạ hé hé nè, đẹp lắm. Dạ. Quá trời, cái này em có số lượng hay cô chú. Này em quảng bá thật ấy cho cô chú mình chơi thôi. Này cam cà gót em mới làm bông. Đây, em lấy ra. Đây, cam cà gót em mới làm bông hay cô chú. Nó này bông búp dữ lắm luôn cô chú ơi. Này nó cao được 35 nghe cô chú. Tán ngang được 35 luôn hay cô chú. Đó, đây, hàng mới làm bông cô chú. Đẹp dữ lắm, đẹp ha. Xuất sắc luôn cô chú. Rồi hàng này em giao lưu với cô chú giá cũng là 60.000 ha cô chú. Đồng giá cho cô chú mình dễ chơi nha cô chú. Dạ. Đó. Ủa cái trang tàu nè anh thấy quá trời luôn. Đó, đó vàng xen lẫn dạ, lên búp rồi quý cô chú. Đây 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 là đỏ vàng nè. Hai màu cũng có đấy nha cô chú. Nè vàng bên đây nè, đỏ bên đây nó mới lên búp nè cô chú. Nè em trồng được hai cây nè. Đó. 60.000 luôn cô chú ơi. 60.000. Quá trời nó lên búp rồi nè quý cô chú. Rồi đặc điểm là em qua đây để em phụng vàng kim. Đây phụng vàng kim và phụng vàng lửa, phụng vàng cam luôn cô chú ơi. Đây, cái em đấy, trong em đấy cái này, châu nở bông. Đây, châu quá trời nó đẹp cô chú ơi. Đây, nó ba cây luôn cho cô chú mình dễ lựa chọn nha. Cái này là cao 40 này cô chú, phụng vàng cam, phụng vàng kim thì cao 30, phụng vàng lửa thì cao 28 hay cô chú. Đó, đều là một cốt hết trơn hay cô chú. Đây, em giao lưu là trên cây thực tế có mặt bông rõ ràng hay cô chú. Đó. Giao lưu là cây mặt bông rõ ràng ha. Đây cũng vàng lửa đẹp lắm cô chú ơi. Đó. Rồi mỗi cây này em giao lưu cho cô chú cũng giá là 60.000 ha. Hai dòng này nhập thái quý anh chị. Dạ nhập thái. Cánh nó tròn nha. Dạ. Bụng vàng cam à. Và bụng vàng kim. Dạ. Đó. Ồ quá trời phơm tàn nó đều. Ở đây em còn số lượng rất là nhiều ha cô chú. Đây mấy cái cây này nó trời ơi cô phơm tàn này cô chú. Lên búp cứng. Dạ. Một cốt nha. Đặc điểm hàng này là một cốt nha cô chú. Một cốt khó khăn phân đất á. Đó là 60.000 luôn, em bán đồng giá cho cô chú mình chơi luôn 60.000 nha cô chú. Đó, cho cô chú mình dựa lựa chọn ha. Phụng vàng cam ở trong trồng mấy cái cây đó nó nở rộ rồi. Dạ đây 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 em vô đây. Ồ rồi có bông kìa, đẹp hết biết không, nhìn rất là đẹp quý cô chú anh chị em. Đó. Dạ rồi tiếp tục mình qua bên đây thấy cô chú. Trời ơi có phụng vàng kim nè anh thấy. Ui ôi xem quá trời đẹp luôn. Bông cô chú ơi nó sáng rồi nè. À, có 60.000. À, cô chú không thích lấy một cốt thì lấy hàng bụi cũng có nè, em có trồng hai cây luôn. Hai cây thì cái tàn nó phơm hơn hết cô chú. Dạ. Lô này lấy là vừa ha, đang dạ. Là cơ búp. Rồi, tiếp tục mình vô đây, mình giao lưu cái lô Mỹ cam ha. Anh thấy. Đây. Này một cốt không có thất thân. Dạ, cái này một cốt không có khó khăn cô chú ơi. Mỹ cam hay cô chú.
quá nụ luôn rồi. Cái này là cao 50 cô chú ơi. Bên đây cũng vậy hả cô chú. Đang ngang nó khoảng 30 cô chú ơi. Đây, hàng này là em trồng một cốt nhưng mà nó hai thân á cô chú. Nên không có thoát nhiều hả cô chú. Hai thân nè. Cái này tại bó lại nè. Dạ bó lại. Ra là cái tàn nó to nha. Dạ đúng rồi, đó. 60.000 luôn cô chú ơi. 60.000 đồng giá cho cô chú mình dễ chơi nha. 60.000 nha. Lên búp rồi nè. Dạ. Ồ quá trời luôn. Rồi, mình vô đây cái đi anh thấy rồi. Xem vô tím sen, tím sen lá chung đi. Mình đem ra đây đi chú ơi. Lựa cái cây mẫu á. Cái hàng này trên thị trường ít có ai làm hả cô chú. Tím sen lá chung cô chú ơi. Này nó cao là 70 hả cô chú. 70 nha. Đá ngang nó được 43 hả cô chú. Đây. Ồ cái bông nè cô chú ơi. Tím sen lá chung ha. Hàng này thì cũng trồng là từ một cốt mà nó mới lên hàng hai thân hả cô chú. Đó. Đây. Tím sen lá chung. Đây cô chú. Quá trời luôn bông. Đó. Trong này nó nở rồi. Dạ đó. Những cái cây này về quý cô chú anh chị mình lấy nở thì về tuy rằng nó đẹp nhưng mà về nó sẽ rớt nha. Đúng rồi. Còn mình lấy búp thì về nó nở ra là vừa. Đi là em lựa những cái hàng búp kê gì nè. Em lấy cho cô chú nè. Nè như cây này nè. Đó. Hàng búp kê gì là lấy cho cô chú về nó không có bị rụng ha. Để mình chơi được. Còn khi mình mua qua về mà gửi mấy hàng này nó đẹp. Ở đây về nhà nó rụng hết trơn cô chú ơi. Mình thấy nó không có đẹp ha. Đó, em đi là em gửi những cái hàng đó cho cô chú mình nha. Rồi tiếp theo là cam đài loan. Tiếp theo là cam đài loan, bữa nay quá xá trời bông rồi. Đang kiếm cây nào bông dữ rồi trời. Đây đi, bông đi, bông nhiều đi. Nó này còn nở nữa nghe cô chú. Thôi rồi coi kìa. Bông mất tay thiệt chứ. Này là cao là 70 cô chú ơi. 60 đến 70 nha, cái hàng bên đây thì 60 nha cô chú. Đá ngang thì nó tầm khoảng chừng 25 đến 30 nha cô chú. Đây. Cam đài loan hay cô chú, tông một cốt nha cô chú. Đó. Về cô chú không muốn chơi cắt bỏ cái nhánh này ha. Đó. Cây trồng chậu từ nhỏ. Dạ, cây trồng chậu từ nhỏ. Rồi, hàng này em giao lưu với cô chú cũng 60.000 ha. Bữa nay bán đồng giá cho cô chú mình chơi hết ha. Dạ. Giá 60.000 đã bao phí ship nha dạ. Cô chú chị. 4 chậu là em bao phí ship cho cô chú mình nha. Đó, đây. Rất là quá nhiều cô chú ơi. Lên rồi. Ôi ôi có cây ở đây bự nè anh thấy. Hết trời luôn. Ủa cái tàn nè. Mình muốn lấy thoát thân thì lấy lùng lực thì dạ được. Muốn lấy lùng lực thì lấy cái búp vậy nè em gửi đi là ok nha cô chú. Chứ để gửi mấy cái bông nó nở về tàn hết trơn cô chú ơi. Đó. Rồi mình tiếp tục qua anh kia hả anh Thái. Dạ. Rồi tiếp theo thì lô vàng và cam lá sắn quý cô anh chị. Quá trời lên luôn rồi. Này cam cũng vẫn được mà đỏ cũng vẫn được nha quý cô anh chị. Tại vì nó mới nở thì lên màu cam vậy nè. Khi mà hoa già nó đậm lên nó sẽ lên màu đỏ. Dạ à, rồi thì hôm nay là cái lô này nó lên khoảng chừng 300 đó. 300 vỏ ha cô chú anh chị. Quá trời bữa nay nó đẹp cô chú anh chị. Lâu lắm rồi, 2 tháng mấy mới có mặt hàng lại ha cô chú anh chị. Dạ. Đây. Cây này nó không tê chứ. Quá trời lên búp luôn rồi. Búp gì là gửi đi cô chú là ok. Cái này là gọi là cam với lại vàng lá sắn hay cô chú anh chị. Cái này là cao 35 cô chú anh chị ơi. Hàng làm bông thì nó không cao nhiều nha. 35 thôi, 30 đến 35 á. Này tới ngang 27 hay cô chú. Hàng này chính thưa với cô chú là hàng bụi ha. Hàng làm bông hay cô chú. Đó. Này chưa nở hết nha cô chú. Mới tầm khoảng 50% thôi. Đó, đây. Rồi, mỗi cái cây này như gì nè, em giao lưu với cô chú giá cũng là 60.000, bán đồng giá cho cô chú mình chơi ha. 60.000 hay cô chú. Chị mình thấy nó lên búp nè. Quá dạ. Trời luôn rồi. Hàng này thì người ta có ít có làm hay cô chú. Dạ. Đây nè, trời ơi, to lên hoa. Bông nó đẹp lắm cô chú ơi. Cam nhất là cam, nói chung là cam vàng nè, cái bông nào cũng đẹp hết trơn á. 60.000 cho mỗi cây nha cô chú. Đồng giá cho cô chú. Cái màu cam cái màu vàng á là nó sẽ lên sập đỏ nha quý anh chị. Dạ. Nó có đôi khi nó lên sập đỏ. Đôi khi thôi chứ. Đôi khi. Đây cái màu. Đây. Đây nó một cái bông nó lên màu đỏ luôn nè. Đó, cô chú thấy không, nó màu mà đây một nhánh này nó màu đỏ sen, à. Người ta trồng sen à. Quá trời quá đắt luôn cô chú dễ quý anh chị. Mình có thể mình để ban công. Dạ trời của cây này đẹp. Mình trồng trên một cái đây, bồn. Đây đây anh thấy nè nó chạy sọc đỏ gì đó. Nó chạy sọc đỏ gì đó. 60.000 cho mỗi cây như thế này hay cô chú. Đặc biệt dạ. Hôm nay thì mình báo giá thập cẩm nhiều loại ha. Dạ nhiều loại nhiều đa dạng cho cô chú mình dễ lựa ha. Rồi sáng hôm nay mình qua bên Mai Thái luôn. Tiếp tục là em có một lô mai thái ha, hàng nhỏ ha cô chú. Đây thái đỏ ha và thái xanh
thấy xanh thì nó lớn hơn ha, xanh bơ. Dạ, còn hồng thì trong kia tí xíu em vô ha. Rồi thái đỏ hay cô chú, dòng thái đỏ này rất là ít nha quý cô dạ, chú. Dạ, cái dòng này nói chung khó dâm chú, bông coi nè kéo chân cô chú ơi. Dạ, hàng này nó cao là 45 hay cô chú, nó tán ngang thì nó khoảng 35 một cốt hay cô chú, này bằng lớn một tí hút lá xíu cô chú ơi, nó chắc cũng 34 hay cô chú, phơm tàn rất là đẹp hay cô chú, đây tròn bông nó đẹp lắm cô chú ơi. Rồi em cũng xin thưa với cô chú luôn, một cây thái đỏ, mai thái đỏ như thế này nè, em giao lưu với cô chú là giá là 180.000 hay cô chú, 180.000 đó là em bao phí ship toàn quốc cho cô chú mình chơi ha. Tại vì cái dòng này nó cao giá là do cái dạ, dòng nó ít quý cô anh chị, dạ, khó dạ, làm. Dạ. Rồi tiếp tục là em giao lưu với cô chú là cái cây mai thái xanh hay cô chú, đây, vâng. Đây cô chú ơi, đó. Cái này là cao là 60 hay cô chú. À, bên đây là 60, 70. À, tán ngang là nó 50 đó cô chú ơi. Cái bông nó giống như cái bông mặn quý cô chú. Dạ, đây, một cốt luôn cô chú ơi. Cốt này chắc cũng cỡ 7 à. Vỏ em thần C11 hay cô chú. Đó. Rồi, em cũng xin nói giá luôn. Cây này em giao lưu có 150 rồi cô chú ơi. Nó tại sao mà cái cây này nó 180.000 mà cái cây này có 150? Lý do là thằng này nó dầm nó khó lắm cô chú ơi, cắt cành dầm nó tỉ lệ. Cái màu nó sáng. Dạ đúng rồi. Màu nó sáng. Thằng này em giao lưu có 150 nè cô chú. Nói chung cái dòng nào thị trường chuộng nhiều là cái dòng đó sẽ giá dạ, sẽ cao. Dạ đúng rồi. Đó, hai cây này em giao lưu có 1 cây có 150 nè. Còn thằng này thì tới 180.000 cô chú ơi. Đó. Đây, đó. Cái này là cam hay cô chú. Cam, hàng này hàng lớn để em cắt em ghép. Đây vô đây mình lại quay cái hàng nhỏ cho cô chú. Cô chú anh chị mình thấy cây xanh bơ nó lên nè, xanh bơ. Này ghép được nhánh à. Dạ. Đỏ. Cái này thì em không có bán, em để lại em để cắt bo dâm cho mấy anh kia anh thấy. Đây 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 cô chú ơi. Cam nè cô chú. Hồng. Ồ hồng hồng hồng. Đó ha. Mà thấy hồng quý anh chị. Dạ. Đây, có bông thực tế nha cô chú. Đó, có bông nha. Cái này thì nó cao khoảng 56 cô chú ơi. Đó, thì bên đây thì nó thấp hơn xíu, đây thì 45. Thì cũng đều là một cốt hay cô chú. Đây. Đó ha, đều là một cốt ha, có bông hay cô chú. Dạ. Hồng. Đó. Rồi, hàng này em giao lưu với cô chú là giá là 100.000 cây hay cô chú. 100.000. Đó, hàng em bao phí ship nha. Đó, đơn thí dụ mà cái này thì khoảng 2 cây thì em cũng vẫn bao ship cho cô chú nha. Còn trang thì phải 4 cây hay cô chú. Dạ. Đó. Đây số lượng thì còn rất là nhiều anh thấy. Anh thấy vô quay đây. Đó. Số lượng là cái này là hồng nè cô chú. Nó số lượng còn rất là nhiều nha. Đó, bên đây thì xanh cũng còn rất là nhiều hả cô chú. Đó. Còn kia đỏ cũng còn rất là nhiều. Đó. Thì những cái luống bên đây là em mới xịt bông, mới có làm bông mà. Nó khoảng tầm 1 tháng nữa mới có hàng giao lưu với cô chú ha. Nó như là hiện tại là cam lá sắn với lại là vàng lá sắn thì có đã có giao lưu cho cô chú mình ha. Đây. Quá trời đẹp nha cô chú. Giá 60.000 mỗi cây hả cô chú. Dạ. Quá trời quá đắt luôn cô chú ơi. Đẹp. Rồi, thì nãy giờ em cũng báo giá một số cây trong vườn em có rồi hả cô chú. Cô chú nào có cần cái mặt hàng nào á thì cứ liên hệ ha. Em xin nhắc lại luôn, trang thì em bao ship cho cô chú mình là 4 cây đổ lên hả cô chú. Còn dưới em cũng vẫn bao ship đó, nhưng mà 2 cây thì cô chú phụ em 35.000 tiền ship ha. Rồi, nhân vũ tạm biệt cô chú ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chị em mình rất là nhiều ha.